Chào các em. How are you today? I'm fine. Yeah, I'm fine too. And the lesson today you are going to learn unit 9, talking about symptoms. Bài học hôm nay của chúng ta sắp bài 9 với cái chủ đề là nói về các triệu chứng. And it is one of the most important lessons in this book. Và đây cũng là một trong những bài học quan trọng của cái quyển sách này. Talking about symptoms là nói về triệu chứng. Look at the picture. You can see the woman has loose eggs. Yeah. And people do not visit that until pain. They have loose eggs and they visit dentist. Vâng, mọi người thì thường sẽ không đến nha sĩ thì trừ khi nào mà răng họ thấy đau. Đến nha sĩ và nói về triệu chứng thì chúng ta sẽ nói kỹ về cái phần gọi là symptom, triệu chứng. Triệu chứng đấy là khi mà mình feel pain, khi chúng ta cảm giác đau thì bao giờ chúng ta cũng sẽ đến khám bác sĩ. What are you going to learn? Nào Nguyễn Thị Nhung, can you tell me what objective of unit 9? Theo em thì bài số 9 mình sẽ học về cái gì? Với cái topic, với cái chủ đề của mình là talking about symptoms, nói về triệu chứng đi theo cái gì ạ? Learning about symptoms, học triệu chứng á. Asking about symptoms, và mình sẽ học về cách hỏi triệu chứng. Bởi vì bệnh nhân thì bao giờ họ cũng complain of symptoms. Bệnh nhân bao giờ cũng khai bệnh về những cái triệu chứng của mình. Và thường thì họ chỉ pain và đau. Vâng. Thế còn ngoài ra thì chúng ta phải khai thác thêm các cái triệu chứng. Cách asking about symptoms, học được cái cách hỏi về triệu chứng. Hiện tại bây giờ đang có bạn nào là đang ấy thế nhỉ? Có. Đang bật mic ấy. Đây để cô tìm xem cái phần làm host ở đây để bạn nào mà nói làm host là cô sẽ cho remove, cô sẽ cho ra khỏi lớp đấy nhá. Cô đi tìm lại cái câu house. Bạn nào tìm với cô xem bạn nào đang đang bật mic thì tắt đi hộ cô cái. Còn tắt luôn rồi cô ạ. Cô nhập cái key host cho mình. Đây, cái claim host ra. Claim host này, nhập số 19021. Vâng, bây giờ hiện tại thì cô cũng đang là co-host ở với cả phòng sau đại học và cô nói luôn là nếu như bạn nào mà bật mic và làm ảnh hưởng đến lớp là cô sẽ remove nhá. Cô sẽ cho bạn ấy rời khỏi lớp luôn đấy. Bởi vì cô biết mỗi cái lệnh remove thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài này. Objective, mục tiêu bài này của chúng ta là gì ạ? Là learning about symptoms, là học về các cái triệu chứng. Tức là mình sẽ phải thuộc cho cô tất cả tên gọi các cái triệu chứng, kể cả những triệu chứng không có ở trong sách giáo khoa, cô cũng sẽ giới thiệu cho các bạn. Vì cái triệu chứng là cái phần quan trọng nhất mà bác sĩ phải khai thác với bệnh nhân.
Some symptoms you cannot examine patient. Có những triệu chứng mà em không thể khám cho bệnh nhân được. Ví dụ như là patient feel nauseous. Thì cái nausea, cái buồn nôn đấy thì chỉ có bệnh nhân người ta biết thôi. Em không thể nào em biết được bệnh nhân có buồn nôn hay không. Thì cái đấy em phải khai thác trực tiếp bệnh nhân. Và bệnh nhân thì thường là they visit doctor when they feel pain. Bệnh nhân thì thường là chỉ có gì ạ? Có khi nào đau thì mới đến khám bác sĩ. Thế thì ngoài cái apart from pain, ngoài cái triệu chứng đau thì chúng ta phải khai thác nhiều những triệu chứng khác mà bệnh nhân người ta lại không quan tâm đến. Thì mình sẽ phải ask, mình sẽ hỏi bệnh nhân asking about symptom và cách hỏi như thế nào để bệnh nhân người ta không ngại mà người ta có thể chia sẻ với mình. Đặc biệt ví dụ như hôm trước nhé, hôm trước thì mình có học về cái reproductive system là cái hệ sinh sản đúng không ạ? Thì với những cái trường hợp mà STD, cái bệnh lây qua đường tình dục chẳng hạn, thì bệnh nhân rất là shy, người ta rất là xấu hổ, người ta rất là ngại. Thế thì khi mình hỏi về asking about symptom, mình hỏi người ta về những cái đấy là ai itchy, bạn có bị ngứa ngáy không chẳng hạn, thì tất cả những cái đấy là bệnh nhân người ta sẽ cảm thấy rất là có một cái barrier, một cái rào cản rất là khó để chia sẻ với bác sĩ. Cho nên là cái kinh nghiệm để mà asking about symptom, để mà hỏi về triệu chứng thì rất là quan trọng. Và nó đòi hỏi cái communication skill, cái kỹ năng giao tiếp của bác sĩ. Get ready. Get ready ở đây thì trong mỗi bài học của chúng ta có two questions, có hai câu hỏi. Và hai câu hỏi này thì sẽ chọn ra một bộ 10 câu hỏi để làm đề thi nói. Và đến khi chúng ta dừng chương trình để chúng ta chuyển sang luyện thi thì lúc bấy giờ bộ môn mới chốt là chúng ta sẽ hỏi những câu hỏi nào. Chính vì thế mà khi các cô giảng bài thì các em nên take note toàn bộ những cái phần của FSD vì nó liên quan đến thi nhé. The first question, what is the importance of describing symptoms? Cái vai trò quan trọng của việc mô tả triệu chứng là gì? Là mời bạn Linh Trương. What is the importance of describing symptoms? Hello cô, the importance of describing symptom is take information about onset progression of symptom or how was treated the symptom disappear after treatment. Yeah. So you see, you try to guess as much as possible. You try to guess a lot of information about symptom to make diagnosis. Vâng, chúng ta cần càng nhiều càng tốt những cái triệu chứng của bệnh nhân để chúng ta dễ dàng trong việc để make diagnosis, trong việc chẩn đoán. Yeah. A doctor can examine patient and perform tests to make diagnosis. Vẫn biết là bác sĩ có khả năng khám cho bệnh nhân và tiến hành các xét nghiệm để chẩn đoán. But they also rely on patient description to help identify illnesses. Nhưng mà chúng ta vẫn phải dựa vào các cái mô tả của bệnh nhân để mà xác định được bệnh. Nếu như bây giờ patient complain of toothache, bệnh nhân mà khai là gì ạ? Đau răng thì không thể mình lại đưa ra một cái xét nghiệm là abdominal ultrasound, không thể lôi bệnh nhân ra mà đi khám bụng được, đi siêu âm ổ bụng được, đúng không nào? Đấy, thế thì cái việc mà patient description, cái việc mô tả của bệnh nhân ấy, about symptom, về triệu chứng thì rất là quan trọng để mình có cái identify illness. Bệnh nhân là feel toothache, đúng không? Patient has toothache, bệnh nhân có răng bị đau, thì bạn sẽ phải nghĩ đến là decay, tooth decay là sâu răng, đúng không? Là một cái infection như là gingivitis, như là cái viêm lợn. Đấy, thì đấy là những cái liên quan đến cái toothache, đúng không nào? Patient must be able to tell doctor why they feel pain and what bodily changes they experience. Và bệnh nhân sẽ phải bảo cho bác sĩ là họ cảm thấy đau ở đâu và những cái sự thay đổi ở cơ thể của họ mà họ phải chịu đựng là cái gì. Ví dụ, họ nói là toothache, mà where do you hurt? Where does it hurt? Đau răng vẫn biết là thế, nhưng where does it hurt? Nhưng mà nó đau ở đâu? Nó là molar, nó là răng hàm,
hay là gum hay là đau ở lợi, đúng không ạ? Đấy là cái where, cái location, cái vị trí của đau rất là quan trọng. Và một đặc điểm nữa đó là cái bodily changes, là những cái thay đổi của cơ thể là như thế nào. Ví dụ như là mình bị toothache, mình bị đau răng, ok, nhưng mà lại kèm theo là fever, là sốt, thì tức là cái infection, cái viêm của mình nó trầm trọng rồi. Và phải có gì? Phải take antibiotic. Mình phải hỏi luôn bệnh nhân là đã do you take antibiotic, bạn đã dùng kháng sinh chưa? Do you take painkiller, bạn đã dùng thuốc giảm đau chưa? Đúng không? Để biết được là người ta đã có những cái thay đổi gì về cơ thể mà người ta experience, mà người ta phải có những cái can thiệp intervention về medication. This gives doctors vital information that may not show up in any examination or lab test. Cái phần này rất quan trọng của chỗ là gì? Là cái phần mô tả triệu chứng thì sẽ cho bác sĩ những thông tin rất là quan trọng, mang tính sống còn mà không thể hiện ở bất cứ khám hay làm cái xét nghiệm ở phòng lab nào cả. Yeah. Ở đây ví dụ như là với bệnh nhân ở đây người ta có thể là bị feel nauseous, cảm thấy rất là buồn nôn, mà toàn là kiểu như là gì nhỉ? Morning sickness, người ta nói là morning sickness thì có nghĩa cái từ sickness nó mang nghĩa là nausea, là buồn nôn vào buổi sáng. Thì cái đấy nó lại gì, nó có thể hiện ở kết quả là khám hay là kết quả xét nghiệm là buồn nôn đâu, nhưng với nữ giới thì cái buồn nôn ở buổi sáng nó lại liên quan đến cái symptom of pregnancy, đó là triệu chứng của lúc mới mang thai đó. Cho nên là cái đấy nó sẽ khu trú lại để mình yêu cầu làm đầu tiên là cái blood test. Làm blood test một phát là biết ngay là có thai hay không. Kể cả khi siêu âm chưa có giá trị, kể cả cái que thử thai chưa có giá trị, thì bạn dùng cái blood test xem số liệu lên là đã ra là có thai rồi. Đó. Thì mình sẽ phải bám sát vào cái triệu chứng là morning sickness của người phụ nữ. Câu hỏi thứ hai ạ. What are some symptoms of the flu? Những cái triệu chứng của cúm. Thì cái phần này thì rất là quan trọng, bởi vì như chúng ta biết là bây giờ nó đang có dịch COVID-19, đang có dịch COVID, đúng không ạ? Mà cái symptom của COVID-19, cái triệu chứng của COVID thì nó lại là giống như là cái symptom of the flu. Nó giống hệt như cái triệu chứng của cúm. Cho nên cái việc recognize some symptom of the flu is very important. Cái việc em nhận diện ra những triệu chứng của cúm bây giờ rất là quan trọng trong việc để em hỏi bệnh với bệnh nhân mà nghi COVID, những bệnh nhân nghi F0, đúng không? Now tell me what are some symptoms of the flu. Mời bạn là chị Thúy Liên. You can look at the picture and tell me. Yes. Symptoms of flu headache, fever, runny nose, cough, sore throat, body ache, tired knee. Thank you. Nguyễn Thị Phương Thảo, can you translate into Vietnamese? Nguyễn Thị Phương Thảo có thể dịch cho cô những cái triệu chứng này là gì không? Dạ vâng ạ, thưa cô, là những cái triệu chứng của bệnh cúm bao gồm là đau đầu ạ, sốt ạ, chảy nước mũi, ho, đau họng, đau người và mệt mỏi ạ. Right. Yeah. The flu is characterized by various uncomfortable symptoms. Cái bệnh cúm ấy thì nó có cái đặc trưng bởi những cái triệu chứng mà nó không thoải mái một chút nào. Rất là nhiều cái bệnh, rất là nhiều cái triệu chứng mà làm cho mình cảm thấy không thoải mái. Vâng. The patient usually experiences a headache and muscle ache as well as a general fatigue. Và bệnh nhân thì thường là sẽ trải qua là cơn đau đầu này, rồi đau cơ này, cũng như là mệt mỏi toàn thân. Cái từ bình thường thì mình dùng tiredness, nhưng mà tiếng Anh chuyên ngành y thì em sẽ dùng fatigue là mệt mỏi, và mệt mỏi toàn thân luôn. Flu sufferer là cái người mà chịu đựng cái bệnh cúm, often have cold-like symptoms, tức là thường có những triệu chứng giống như là cảm. Cảm thì thực ra là nhẹ em ạ, em bị cảm em vẫn làm việc nhà hay em vẫn đi làm bình thường, chỉ có điều là em rất là mệt thế thôi. Thì nó là cái flu thì cái triệu chứng nó cũng giống như cảm. Such as coughing, runny nose, như là ho, như là sổ mũi. Thậm chí ở cơ quan là nhiều lúc là mình vẫn ho, đúng không? Mình vẫn sổ mũi thì mình vẫn phải đi làm. Đó. Với những cái từ vựng mới ở bài này thì khá nhiều. Chúng ta chịu khó
khi cô đọc từ bới thì các bạn chỉ có đọc bật lên nhá, bật lên để mình phát âm cho nó chính xác. Ví dụ như động từ điều trị là treat, đúng không? Thế thì bị động là được điều trị thì chúng ta cộng thêm ed thì mình sẽ đọc ở đây là it, nó sẽ là be treated, được điều trị for something, được điều trị cho bệnh gì. She were treated for flu, cô ấy đã được điều trị bị cúm. Yeah. Đây là gì? Runny nose, sổ mũi. A runny nose, sổ mũi á. Runny nose, sổ mũi. Đối nghĩa với sổ mũi sẽ là ngạt mũi, tắc mũi. Đúng không ạ? Đây, stuffy nose, ngạt mũi. Stuffy nose, ngạt mũi. Thì nhớ cho cô này, sổ mũi là runny nose, thì ngạt mũi sẽ là stuffy nose. Cả hai cái triệu chứng này đều là uncomfortable, rất là khó chịu. Và cái mà làm phiền những người xung quanh nó là cough, ho. Fatigue, mệt mỏi. Và khi mình đã mệt mỏi nhưng mà vì mình chỉ bị cold flu, chỉ bị cảm hay cúm, mình vẫn phải đi làm mà, thì có một cái phát sinh đó là difficulty concentrating, khó tập trung. Sau danh từ difficulty bạn để cho cô verb in, để động từ cộng verb in. Difficulty concentrating là khó tập trung. Difficulty concentrating, khó tập trung. Vâng. Ở đây khi mà chúng ta cough, ho nhá, mà chúng ta bắt đầu bị ảnh hưởng đến cái airway là cái đường thở nó bị narrow, nó bị hẹp, thì cái tiếng thở của mình nó đi qua đấy nó rất là khó khăn, nó bị khó khè, nó là wheeze, là khó khè. Wheeze, khó khè. Thì khi đã thở khó khè thì sẽ là trouble breathing. Ở đây có nghĩa là khó thở, nó giống như là difficulty breathing, khó thở. Vâng. Và muscle ache, đau cơ. Muscle ache, đau cơ. Muscle ache, đau cơ. Headache, đau đầu. Thì nếu mà nói về cái type of pain, nói về cái kiểu đau thì nó sẽ là throbbing headache, tức là đau nhói. Throb là đau nhói. Thì với cái throbbing headache, cái đau nhói, thì nó sẽ come and go, nó đau rồi nó hết, chứ không ai ta chịu được cái đau nhói liên tục. Nó chỉ là come and go, nó cứ đau theo cơn, nó cứ đến rồi nó đi. Labor breathing thì bình thường á, thì labor thì có nghĩa là chuyển dạ. Labor là chuyển dạ, danh từ nhé, danh từ thì labor là chuyển dạ. Thế thì khi chuyển dạ thì người ta thở nó rất là gấp, đúng không? Thở hổn hển, kiểu cái hơi thở nó nông và mình thở gấp, thì cái đấy người ta gọi là labor breathing, thở hổn hển, labor breathing, tức là mình thở là shallow, cái hơi thở nó rất là nông và nó quickly, nó rất là nhanh, thở hổn hển.
và mình xác định xem bệnh nhân với flu, với cúm thì bệnh nhân có fever, có bị sốt hay không. Bởi vì với cold, với cảm thì em không sốt, nhưng mà với flu, với cúm thì em có thể bị sốt. Thì làm thế nào để biết mình bị sốt? Mình sẽ dùng cái thermometer, cái therm mà có nghĩa là heat, là nóng, là hơi nóng, là nhiệt, và meter có nghĩa là measurement, là đo. Thì cái thermometer là cái cặp đo nhiệt độ. Thermometer là cái cặp đo nhiệt độ. Và em sẽ hỏi là what is temperature reading? What is the temperature reading? Này, nhiệt độ bệnh nhân bao nhiêu đấy? Đấy là temperature reading. Vâng, ở đây là 37, nếu như là 37 độ C thì là ok đúng không? Nhưng mà nó thì nó là ở đây là 37 độ 8. Vâng, 37 độ 8 tức là chớm sốt rồi đúng không? Thì indicate là chỉ ra rằng, yeah, indicate là chỉ ra rằng. Ví dụ như thường như chúng ta là cứ 38 độ rưỡi mình bắt đầu phải uống hạ sốt đúng không? Thì cứ là 38.5 là indicate fever, là bắt đầu đề cập đến là bị sốt. Danh từ của nó là indication, sự đề cập đến. Đến fever. Yeah. 38.5 indicate fever, 38 độ 5 là đề cập đến sốt. Fever. Vâng. Thì với Việt Nam mình ấy là chúng ta là tính độ C. Độ C của nó là degree centigrade, em nhìn cái chữ C này, đúng không? Còn với các nước châu Âu ấy thì người ta dùng độ F, Fahrenheit. 102 degree Fahrenheit, độ Fahrenheit. Thì ở đây nó quy ra thì nó khoảng 39 độ. Symptom of the flu can include những cái triệu chứng của bệnh cúm thì bao gồm. Nào, mời bạn Lê Cương. Bạn Lê Cương đọc cho cô symptom of the flu. Lê Cương bật cam lên nào. Bạn Lê Cương đâu? Em mời bạn Ngô Minh Hải nào. The symptoms of the flu can include runny nose, sore throat, body ache, cough, fatigue, headache, stuffy nose, chills, and fever. Now can you translate into Vietnamese? Em dịch cho cô những triệu chứng của cúm thì có thể bao gồm gì nào? Chảy mũi, đau họng, đau người, ho, mệt mỏi, đau đầu, ngạt mũi, chill, ớn lạnh và fever là sốt. Ok, very good. Flu symptom. Đây, tiếp tục là các cái triệu chứng của cúm. Bạn Nguyễn Thị Nhung nào. Em đọc cái triệu chứng ở trên hình này. Bật mic lên em. Sorry. Sore throat. Pain in muscle. Headache. Cough. Rhinitis, high fever. Ở đây em đọc không chuẩn nhá. Em đọc lại cho cô này. Sore throat. Không phải là sore throat. Nó còn có chữ sore throat. Muscle. Cough. Không phải là cough. Cough. Thở
ở phở có cái âm phở cuối ấy, cough. Cough. Rhinitis. Rhinitis. Ok, translate into Vietnamese. Dịch cho cô nào. Sore throat. Đau họng. Đau cơ, đau ở cơ. Đau đầu. Ho. Sổ mũi. No, rhinitis chảy nước mũi à? No, rhinitis là viêm mũi. Viêm mũi. Sốt cao. Ok. Thì cái từ đồng nghĩa với flu thì nó có một cái từ là influenza. Influenza nó cũng là cúm nha em nhé. Influenza nó cũng là cúm. Cúm thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái central nervous system, hệ thần kinh trung ương, cụ thể là mình bị headache, mình bị đau đầu. Systematic là toàn bộ hệ thống cơ thể nó bị nhiễm trùng, đúng không? Thì nó sẽ là fever, usually high, thường là sốt cao. Còn với nasal pharynx tức là họng hầu, à mũi, nasal đây là mũi, mũi và pharynx là họng, thì sẽ có runny or stuffy nose là có thể sổ mũi hoặc ngạt mũi, sore throat đau họng này, hoặc là ếch đau đau. Muscular là hệ cơ, hệ cơ thì extreme tightness. I'm sorry. Alo. Ô. Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Muscular là hệ cơ. Với hệ cơ thì extreme tiredness, mệt nhưng mà lại cực kỳ mệt. Extreme cực kỳ, nó là very very, cực kỳ mệt. Với respiratory, với hệ hô hấp. Respiratory là hô hấp thì mình coughing, mình ho. Joints với hệ khớp thì mình ếch, mình đau, đau khớp. Vâng. Với gastric, gastric ở đây là dạ dày ấy, tức là gọi là hệ tiêu hóa đấy, thì vomiting, nôn. Đấy, người ta nausea, người ta buồn nôn, rồi vomiting, rồi nôn. Đấy là cái triệu chứng của cúm. Vậy thì khi mà chúng ta bị muscle ache, body ache, đau cơ, rồi lại fever, sốt cao, thì mình sẽ phải dùng đến cái gì? Mình sẽ phải dùng đến cái pain relief, dùng cái giảm đau. Và đơn giản thì mình gọi đấy là painkiller. Painkiller, đấy là thuốc giảm đau. Thế còn trong chuyên ngành thì người ta dùng từ analgesic. Analgesic, thuốc giảm đau. Analgesic, thuốc giảm đau. Và cái thuốc giảm đau này nó là OTC. OTC là viết tắt của Over the Counter Medication, là thuốc bán sẵn tại quầy. Over the Counter Medication là thuốc bán sẵn tại quầy. Thì cái thuốc bán sẵn tại quầy này là không cần prescription, không cần có đơn thuốc của bác sĩ, mà em vẫn có thể ra em yêu cầu pharmacist, yêu cầu dược sĩ, người ta gì, người ta bán cho mình over the counter medication, thuốc bán sẵn tại quầy. Thì cái analgesic,
Analgesic nó là thuốc giảm đau. Còn antipyretic thì cái từ pyretic là sốt và anti là thuốc hạ sốt. Antipyretic. Antipyretic là thuốc hạ sốt. Đấy thì mình rất là hay thông dụng như là Panadol chẳng hạn. Thì cái Panadol hoặc là Tylenol hoặc là Paracetamol đúng không? Thì đấy nó chính là analgesic and antipyretic. Nó vừa là thuốc giảm đau, nó vừa là hạ sốt. Và over the counter medication, và đây là thuốc bán sẵn tại quầy. Vâng, thì sau khi mà mình take medication, sau khi mình dùng cái analgesic antipyretic thì thấy là improve, mình sẽ được cải thiện. Yeah, improve, cải thiện. Vâng, vừa nãy thì mình có nói về runny nose. Runny nose thì thực tế là nó bị liquid leaking, tức là cái dịch nó bị rỉ ra. Đấy, nó bị rỉ ra. Còn cough, cái định nghĩa về ho, ho là forced air, loudly, through the throat. Vâng, tức là nó phát tiếng ra rất là to qua họng. Đấy, thì đấy là tiếng ho. Vâng, thì cái runny nose là gì? Cái runny nose là cái liquid leaking và blow nose constantly. Blow ở đây là nó cứ phập phù ấy, cái bong bóng ở mũi đấy. Thì nó sẽ là cái bong bóng mũi nó constantly, nó cứ liên tục, nó cứ phập phù, nhất là với trẻ con ấy. Bây giờ thì chúng ta vào bài đọc talking about symptoms. Giờ để cô kiểm tra cái băng nhá, để xem cái phần này có nghe không. Trong cái phần 2 thì nó có một cái phần bị lỗi băng. Cô kiểm tra. See if you've been studying the nervous system. Elizabeth. Exercises 6 and 7, page 19. The doctor will be in shortly, Miss Granger. While you're waiting, I have a few questions about your past medical history. Of course. Unit 9, talking about symptoms. Exercise 5, page 21. Now listen to the recording. Để các bạn nghe cái phần này, các bạn thật nghe và đối chiếu với sách giáo khoa nhé. Cái phần nào mà em thấy phát âm khó thì bạn ghi cái ký hiệu phiên âm để tí nữa mình đọc cho nó chuẩn nhé. Now listen to the recording. Patient Linda Thomas, DOB, 110679. Patient presented today with discomfort in her head and body. She said she was treated for a cold last month by another doctor, and she was worried it might have returned. Once again, she has a runny nose and is coughing. She is experiencing severe fatigue and difficulty concentrating, also as before. However, she is now also wheezing and having trouble breathing. She also reports muscle aches all over her body and a headache that throbs. The pain and labored breathing are preventing the patient from sleeping comfortably. A temperature reading indicated a fever of 102 degrees. I advise the patient that her symptoms suggest flu rather than a cold. I recommended an over-the-counter analgesic to relieve pain and reduce the fever. I also advise the patient to stay home for 2 to 3 days.
She should also drink plenty of fluids until she feels stronger. The patient will return in 7 to 10 days if the symptoms do not improve. Yeah, trong này người ta có nói cái từ thuốc giảm đau ấy. Nó thuốc là giảm đau, nó là analgesic. Các bạn ghi cái phần âm nó là analgesic. Vâng, còn các cái từ khác thì không có vấn đề gì. Thì cô sẽ chia sẻ màn hình để cho mình đọc và dịch cái bài này lên cho cô nhé. Nào, cô mời bạn Nguyễn Thị Nhung ạ. Em đọc từ đầu bài ấy, talking about symptoms. Bật mic lên. Patient name, Linda Thomas. Date of birth, 11/06. Nhung thế nào nhỉ? Nói cô không nghe thấy. Cô có nghe em nói không ạ? À, thử đổi sang bạn Ngô Minh Hải xem nào. Em đây ạ. Cái mic của cô có vấn đề à? Sao cô không nghe được nhỉ? Loa của cô, em vẫn nghe thấy cô nói. Trịnh Thúy Liên thử nói cô xem nào. Talking about system. Ở đây. Vâng. Tiếp đi em. Patient name Linda Thomas, DOB 11/06/79. Translate into Vietnamese. Kể về triệu chứng, tên của bệnh nhân là Linda Thomas, ngày 11 tháng 6 năm 1979. DOB là viết tắt của Date of Birth. Date of Birth có nghĩa là ngày sinh. Date of birth, ngày sinh là 11 tháng 6 năm 1979. Nào, cô mời bạn Ngô Ngọc Hải. Patient presented today with discomfort in her headache, head and body. Là bệnh nhân có phản nàn mà. Present with something là khai bệnh là cái gì đấy ạ? Và bệnh nhân có kể rằng cô ấy cảm thấy không thoải mái ở đầu và cơ thể. Present là khai bệnh. Cái này người ta để quá khứ là presented. Patient presented today with discomfort in her head and body. Bệnh nhân khai bệnh ngày hôm nay là cảm thấy không thoải mái ở đầu và ở cơ thể. Đầu tiên là cái cảm giác discomfort, không thoải mái. Mời bạn Lê Cương ạ. Dạ. Vâng. She said she was treated for a cold last month by another doctor, and she was worried if my head returned. Translate into Vietnamese. Cô ấy nói rằng cô ấy được điều trị cảm lạnh tháng trước bởi một bác sĩ khác, và cô ấy lo lắng rằng nó có thể quay trở lại với cô ấy. Tức là cái bệnh cảm đấy nó có thể quay trở lại, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bạn. Tiếp theo mời bạn Nguyễn Thị Phương Thảo. Dạ, em thưa cô là once again she has a runny nose and coughing. Coughing. Translate into Vietnamese. Dịch câu này là một lần nữa cô ấy bị chảy nước mũi và ho ạ. Tiếp theo cô mời bạn Phạm Anh Tuấn. She
experiences self fatigue and difficulty concentrating also as before. Nào, ở đây em đọc lại cái câu từ này bị sai này. Severe. Difficulty. Yeah, now translate into Vietnamese. Dịch cho cô câu này nào. Cô ấy cảm thấy khá là mệt mỏi và khó có thể tập trung được, cũng giống như lần trước. Severe đây là nặng. Severe. Thế thì cô ấy đang trải qua cái mệt, rất là mệt và khó tập trung. Nó cũng giống như trước đây, tức là khi mà bị cảm. Cô mời bạn Đinh Hà nào. Thưa cô là, however, she is now wheezing and having trouble breathing. Tuy nhiên, cô ấy bây giờ thì thở khó khè và khó thở. Yeah, thở khó khè và khó thở, tức là triệu chứng nặng hơn đấy, đúng không? À, Trịnh Thúy Liên nào. She also reports muscle ache all over her body and headache last week. Cô ấy cũng kể rằng là cô ấy đau mỏi cơ rất là nhiều ở khắp cơ thể và đau đầu. Đau nhói. Và đau nhói vùng đầu. À, tiếp theo mời bạn cô xem nào. Cô mời bạn Nguyễn Văn Phong. Nguyễn Văn Phong nào? Dạ thưa cô, em đây ạ. Read the test, em đọc phần bài quà đi em. Vâng ạ. The pain and labor breathing are preventing the patient from sleepy comfortably. Translate into Vietnamese. Cái sự đau đớn và khó thở. Và khó thở thì là cái nguyên nhân. No, preventing, ngăn chặn. Ngăn chặn cái bệnh nhân thì có cái ngăn chặn bệnh nhân có một cái giấc ngủ thoải mái. Ok, chính xác. Vâng, tiếp theo cô mời bạn Lê Cương. Mời bạn Lê Cương ạ. Lại chạy đi đâu rồi? Mời bạn Trần Thị Thu Hoài. Em thưa cô ạ. A temperature reading indicated a fever of 102 degrees. Translate into Vietnamese. Dạ, nhiệt độ đọc được đã chỉ ra rằng sốt 102 độ. Đây là F. Độ F ạ. Dạ. Tiếp theo cô mời bạn Đinh Hà. Đinh Hà. Thưa cô, I advise the patient that her symptoms suggest flu rather than a cold. Tôi đã khuyên bệnh nhân rằng triệu chứng của cô ấy thì gợi ý đến một cái cảm cúm hơn là cảm lạnh. Chính xác. Tiếp theo bạn Nguyễn Thị Phương Thảo. Bạn thưa cô là, I recommended. I recommended an over the counter an analgesic to relieve pain and reduce the fever. Analgesic. Reduce the fever. Translate into Vietnamese. Tôi khuyên bệnh nhân lên dùng thuốc giảm đau bán sẵn tại quầy và để giảm đau và hạ sốt ạ. Cô mời bạn Đinh Hà.
Thưa cô là, I also advise the patient to stay home for 2 to 3 days. Tôi cũng khuyên bệnh nhân là ở nhà trong khoảng từ 2 đến 3 ngày. Anh về sớm đây. Chết. À, tiếp theo cô mời bạn Nguyễn Thị Nhung. She should also drink plenty of fruit until she feels stronger. Cô ấy nên uống nhiều nước cho đến khi cô ấy cảm thấy khỏe hơn. À, tiếp theo cô mời bạn Đặng Ngọc Thư. Mời bạn Chu Tiểu Ngọc. Dạ em đây ạ. The patient will return in 7 to 10 days if the symptoms do not improve. Dạ, bệnh nhân nên quay trở lại vào 7 đến 10 ngày nếu như mà triệu chứng không được cải thiện ạ. Ok. Comprehension question. Câu hỏi này không có trong sách giáo khoa đâu nha. Bây giờ chúng ta sẽ bám sát vào các câu hỏi của cô là chúng ta sẽ nhớ được cái bài học hôm nay này. Nào, cái đoạn nào mà không nhớ thì chúng ta xem sách giáo khoa là chúng ta sẽ trả lời được ngay. Now, what is the patient's name? What is the patient's name? Mời bạn là Sao Mai. What is the patient's name? Cô mời bạn Ngô Minh Hải. The patient's name is Linda Thomas. Yeah. Her name is Linda Thomas. When was she born? Linh Trương. She born at 1979. Yeah, she was born on 11 June 1979. Linh Hà, how does the patient feel today? She has a runny nose and coughing. No. Today, lưu ý là chỉ là ngày hôm nay thôi. Ngày hôm nay là she has discomfort in her head and body. Cảm thấy không thoải mái ở đầu và cơ thể, đúng không ạ? Has she ever been treated for a cold before? Mời bạn Nguyễn Thị Nhung. Yes. Yes, she has. Yes, she has. She was treated for a cold last month by another doctor. And what was she worried? Mời bạn Lê Cương. Mời bạn Đinh Thị Minh Hiền. Em ạ. Em cô là she was worried it might have returned. Yeah, it might have returned. What are her symptoms? What are her symptoms? Mời bạn Ngô Minh Hải. Bật đấy lên em ơi. Bật mic lên. À, đang có điện thoại. Vâng, thôi mời bạn Trịnh Thúy Liên. Trịnh Thúy Liên. What are her symptoms? Her symptoms are runny nose and a coughing. And wheezing, having trouble breathing, and fever. Difficulty concentrating, wheezing, trouble breathing, muscle ache, all over the body, throbbing headache. Now. Bạn Linh Trương vừa đọc vừa dịch cho cô cái phần what are her symptoms ạ? Những cái triệu chứng. Thưa cô, những triệu chứng của cô ấy là có sổ mũi, ho, mệt, rất mệt, khó tập trung, thở khò khè, khó thở, đau cơ khắp toàn thân và đau chói đầu. What do the pain and labored breathing prevent the patient from doing?
cái đau và khó thở thì ngăn chặn cô ấy việc gì? Trịnh Thúy Liên. It prevents the patient from sleeping comfortably. Yeah, they prevent her from sleeping comfortably. And what does the thermometer say? Ninh Hà. The thermometer say the temperature reading of 102 degrees. Yeah, a temperature reading indicated a fever of 102 degrees. What did the doctor diagnose? Lê Cương đã có mặt ở đây chưa? Mời bạn Hoàng Đức Hồng. Hoàng Đức Hồng. Mời bạn Hà Tuấn Anh. Dạ. Rồi, mời em. What did the doctor diagnose? The doctor diagnosed she have a flu rather than a cold. Yeah. The patient had flu rather than a cold, bị cúm hơn là cảm. What type of medicine did the doctor prescribe? Mời bạn Đặng Ngọc Thư. Mời bạn Đỗ Ngọc Cảnh. The doctor prescribed over-the-counter analgesic. Yes. The doctor prescribed an over-the-counter analgesic to relieve pain and reduce fever, giảm đau và hạ sốt. Tức là tác dụng nhé. What did the doctor recommend? What did the doctor recommend? Mời bạn Hoàng Thùy Trang. The doctor recommend the patient stay at home for 2-3 days. And she should drink plenty of fruit until she feels stronger. Okay. Recommend mà để sang quá khứ sẽ là recommended. Yeah. The doctor recommended the patient stay at home for 2-3 days. And drink plenty of fluid until she feels stronger. What will the patient do if her symptoms do not improve in 7 or 10 days? Bệnh nhân sẽ làm gì nếu triệu chứng không cải thiện trong 7 hoặc 10 ngày tới? Cô mời bạn Nguyễn Thị Vinh. Bạn Nguyễn Thị Thủy. The patient will return in 7 to 10 days if the symptoms do not improve. Yeah, she should return to the doctor. She should return to the doctor. Quay trở lại khám bác sĩ. Yeah. Do exercise in your book. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm bài tập trong sách giáo khoa. Phần đầu tiên ở đây là cái phần bài đọc hiểu, đúng không? Khi thi học kỳ chúng ta cũng sẽ có 2 bài, một bài 5 câu hỏi, một bài 8 câu hỏi. Được chưa? Nào, what is the purpose of the doctor note? Cái mục đích của cái phần ghi chép của bác sĩ này là gì? Thứ nhất là explain a patient test results, tức là giải thích cái kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. To confirm another doctor diagnosis là để xác định cái chẩn đoán của bác sĩ khác. To describe symptom and the likely cause, mình mô tả triệu chứng cũng như là nguyên nhân. Và cuối cùng là inform a patient about common illness, thông báo cho bệnh nhân về cái bệnh phổ biến. Vậy thì đáp án ở đây chúng ta sẽ chọn là đáp án gì? Mời bạn Đinh Hà. Thưa cô là we choose D, to inform a patient about. No. Bài này tên bài là talking about symptom. Tên bài của chúng ta là talking about symptom, là nói về triệu chứng.
Như vậy cái mục đích của cái phần ghi chép của bác sĩ là describe symptoms, là chúng ta mô tả triệu chứng and the likely cause và nguyên nhân. Which of the following is a new symptom? Vậy thì cái gì dưới đây là triệu chứng mới? Thứ nhất, runny nose là sổ mũi, fatigue là mệt, trouble breathing là khó thở và coughing là ho. Vậy cái gì là triệu chứng mới? Chị Thúy Liên. Thì trouble breathing. Yeah. Khó thở. Khó thở. Với cái cold, với cái cảm thì nó chưa đến mức độ khó thở, nhưng với cúm là khó thở rồi đấy ạ. What does the doctor recommend for the patient? Và bác sĩ đã đề xuất bệnh nhân cái gì? Thứ nhất là rest for a few days, là nghỉ ngơi lấy vài ngày. Returning if symptom improve, quay trở lại tái khám nếu như triệu chứng cải thiện. A medication to stop the wheezing, thuốc để mà giảm thở khò khè. Và second doctor opinion in 7 to 10 days, là cái quan điểm của bác sĩ lần thứ hai trong 7 đến 10 ngày tới. Mời bạn Nguyễn Thị Phương Thảo. Dạ thưa cô, em chọn đáp án A ạ. Rest for a few days ạ, nghỉ ngơi một vài ngày ạ. Đây cụ thể là 2 or 3, 2, 3 ngày. Exercise 3, chúng ta làm bài số 3. Bài số 3 ở đây là nói về định nghĩa từ nhá, định nghĩa từ. Đấy. À, các bạn dành thời gian làm cho cô cái phần định nghĩa từ. Do exercise 3. Thank you.
Nào, chúng ta chữa bài nhé. Cô mời bạn Trịnh Như Hòa nào. Trịnh Như Hòa. Cô mời bạn Nguyễn Thị Nguyệt nào. Dạ, em cô number one EF. Câu F. Em đọc cả cái định nghĩa ấy lên. F là illness that causes discomfort in the head and body. Translate into Vietnamese, sao em dịch luôn đi. Cảm lạnh là một bệnh cái mà gây ra sự không thoải mái ở đầu và cơ thể. Tiếp runny ạ. Runny chewy a. Runny là chảy nước mũi, tức là có cái chất lỏng rò rỉ từ một cái gì đó. Three e. Ho là sự lưu thông không khí rất lớn qua cổ họng. Squeeze. Thở khò khè, tức là thở thở to và cùng với sự khó khăn. Headache, đau đầu, một sự đau cảm nhận ở trong đầu. Muscle ache, đau cơ là đi, một cơn đau cảm nhận toàn bộ cơ thể, hầu khắp cơ thể. Yeah, good. Bạn làm rất là tốt. Cảm ơn bạn. Cứ chúng ta sang exercise 4, bài số 4. Cô mời bạn Trịnh Thúy Liên. Number 1. The pain in my back squeezes. Now, đau ở lưng mà làm sao nó khó khè được em? Đau ở lưng thì nó stroke, nó đau nhói. Khó khè nó là tiếng thở rồi. Tiếp number 2 nào. And then we're coughing because of the flu. Three. According to the thermometer, the person has fever. Fatigue is symptom of flu. Yeah, right. Thank you. Như vậy là ba câu cuối bạn Liên đã làm đúng rồi. The pain in my back stroke, tức là đau ở lưng của tôi thì nó đau nhói á. Helen was coughing, Helen ho because of the flu là bị cúm. According to the thermometer, theo như cái cặp nhiệt độ ấy, thì the patient has fever, thì bệnh nhân bị sốt. Fatigue is symptom of the flu, mệt thì nó là triệu chứng của cúm. Exercise 5, what indicates that a patient has flu? Phần này là khó này, bạn nào xung phong làm được không? Bạn Ngô Minh Hải xem nào. Cái gì đề cập đến là bệnh nhân bị cúm? The patient can be flu if he has some symptom as coughing, runny nose, headache, and muscle ache. Fever and wheezing. Yes. A patient with colonized symptoms that are especially severe is likely to have the flu. Cái này là lấy chính ở trong nội dung của bài. Chính trong nội dung của bài có câu này ấy. Tức là bệnh nhân có cái triệu chứng giống như là cảm và đặc biệt là nặng, nó giống như là bị cúm. A fever is strong indication, và cái sốt là cái chỉ định rõ that a patient has the flu, rằng là bệnh nhân bị cúm. Nếu như bị cảm thì nó là những cái triệu chứng, nó chỉ discomfort, nó khó chịu. Nhưng cúm là nó bị fever, sốt mà cảm thì không bị. Cái objective
cái mục tiêu của chúng ta là học các cái symptom thì chúng ta vừa được liệt kê một loạt các triệu chứng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ học về asking about symptom là cách hỏi về triệu chứng. Cách hỏi về triệu chứng thì thứ nhất là em dùng cái động từ feel. Sau động từ feel sẽ cộng với tính từ. Sau feel cộng với tính từ. Do you feel nauseous? Bạn có cảm thấy buồn nôn không? Do you feel dizzy? Bạn có bị hoa mắt chóng mặt không? Do you feel tired? Bạn có bị mệt không? Đấy thì chúng ta sẽ hỏi về triệu chứng. Bởi vì cái feeling, cái cảm xúc, cái cảm giác thì chỉ có bệnh nhân cảm thấy. Mình làm sao cảm thấy được với bệnh nhân hoa mắt chóng mặt? Đúng không ạ? Chúng ta không thể nào khám được và kết luận được là bệnh nhân chóng mặt. Chỉ có bệnh nhân cảm nhận được thôi. Cái thứ hai là về cái pain, cái đau. Do I have a headache? Bạn có đau đầu không? Làm sao mà mình biết là bệnh nhân đau đầu? Chịu. Em không thể khám được là bệnh nhân đau đầu. Thế thì cái này thì mình chỉ có dựa vào cái lời khai của bệnh nhân và cái facial expression, cái thể hiện trên gương mặt của họ mà thôi. Do you have a headache? Bạn có bị đau đầu không? Stomach ache? Đau bụng không? Sore throat? Đau họng không? Fever? Vâng, cái fever này thì nó vừa là symptom, nó vừa là sign. Nó vừa là triệu chứng cơ năng là bệnh nhân cảm nhận được là mình sốt. Và bác sĩ khi mà dùng cái thermometer, cái cặp nhiệt độ đo thì cũng tìm được ra cái sign, cái triệu chứng thực thể là bệnh nhân sốt. Nó có số liệu rõ ràng. Now, asking about the symptom of flu. Bây giờ em thử hỏi bệnh nhân các triệu chứng của cúm xem nào. Nguyễn Thị Nhung. Do you feel tired? Do you feel tired? Do you have a headache? Yeah. Do you have muscle ache? Do you have fever? Fever, cái fever là rõ nhất, là khẳng định là bị flu. And asking about symptom of cold, bạn Linh Trương. Cold là triệu chứng nó nhẹ hơn đấy nhá. Do you feel runny nose? Nào, feel runny nose không được. Runny nose là do you have runny nose? Yes. Do you feel headache? Headache. Do you feel là em headache là danh từ không dùng được. Không có cảm thấy okay. Mà là cùng với động từ have. Do you have a headache? Cái triệu chứng của cảm nó là hắt xì hơi. Do you have a sneeze? Sneezing. Còn nếu không thì bạn nói là do you sneeze, là động từ do you sneeze, là do you have sneezing. Tiếp này, dehydration là mất nước. Mời bạn Ngô Minh Hải. Bật mic lên. Cái sẽ mất nước triệu chứng gì? Triệu chứng của mất nước đấy là dry mouth. Khô miệng. Throaty, okay. Do you have throating? Nếu mà thức thì khát nước thì lại dùng cái động từ to be. Are you thirsty? Are you thirsty? Okay. Là do you have dry mouth? Bạn có bị khô miệng không? Dry mouth. Are you tired? Có mệt không? Now exhaustion là kiệt sức. Đinh Hà. Kiệt sức. Thưa cô là do you feel tired? Do you feel extremely tired? Có cảm thấy cực kỳ mệt. Extremely tired. Do you have loss of energy? Có thấy mất hết năng lượng không? Nào, toothache. Mời bạn Linh Trương. Linh Trương. Do you have the toothache? Toothache. Do you have toothache? Do you have toothache? Đau răng này, rồi do you have tooth decay? Có bị sâu răng không?
Do you have losing tooth? Có bị răng lung lay không? Chickenpox, đây là bệnh bệnh gì nhỉ? Bệnh gì mà nó có cái nốt lên, nó là thủy đậu à cô? Đậu đúng không? Xui màu gà. Thủy đậu, nếu mà nói thủy đậu thì mình hỏi về blister, tức là có cái bị vết phồng rộp không? Do you have blister? Bạn có bị các cái vết phồng rộp không? Are you itchy? Bạn có bị ngứa ngáy không? Migraine là đau nửa đầu. Ingrown toe, tức là cái móng chân ấy nó không mọc lên được ấy. Vâng, tức là trong những cái trường hợp mà người ta bị thương ấy á, rồi bị bong mất cái móng chân ra, thì sau đấy cái móng chân nó không mọc lên được cái móng chân khác ấy, thì đấy là ingrown toenail. Food poisoning, ngộ độc thực phẩm. Cái ngộ độc thực phẩm thì mình hỏi đến là do you have diarrhea, có bị tiêu chảy không này. Nó sẽ là watery stool, tức là phân nước ấy, phân ra nước ấy. Rồi do you have vomiting, có nôn không? Athletics foot, tức là cái bệnh nấm bàn chân, thì các cái vận động viên ấy, thì họ hay đi giày hay đi tất ấy, thì họ hay bị cái bệnh nấm chân, cho nên là cái bệnh nấm chân này người ta còn gọi là athletic foot. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho cô bài nghe của chúng ta, thì nó có phần true form đấy, chúng ta thi thì nó cũng có cái nội dung này, cái thứ hai là có cái phần điền từ và chỗ trống. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe nhé. Listen to the recording. Exercises 6 and 7, page 21. What's the trouble today? Well, doctor, I don't feel well at all. I'm sure I have the flu. I'm sorry to hear that. Have you been coughing? A little, but mostly I'm wheezing. It's hard to breathe. And have you noticed that your nose is runny? Oh, yes. I've been blowing my nose constantly. Okay. Do you have pain throughout your body? I do have muscle aches. And I'm so tired that I can hardly do anything. Do you think it's the flu, doctor? Well, you have a pretty high fever. It looks like you're right about the flu. You'll need plenty of rest, and I'll prescribe something to ease the symptoms. Ở bài này thì nó sẽ có thêm một cái đoạn ở phía dưới mà sách giáo khoa của chúng ta không có nhá. Now, listen again. Chúng ta nghe lại cho cô nào. Exercises 6 and 7, page 21. What's the trouble today? Well, doctor, I don't feel well at all. I'm sure I have the flu. I'm sorry to hear that. Have you been coughing? A little, but mostly I'm wheezing. It's hard to breathe. And have you noticed that your nose is runny? Oh, yes. I've been blowing my nose constantly. Okay. Do you have pain throughout your body? I do have muscle aches, and I'm so tired that I can hardly do anything. Do you think it's the flu, doctor? Well, you have a pretty high fever. It looks like you're right about the flu. You'll need plenty of rest, and I'll prescribe something to ease the symptoms. Nào, bây giờ chúng ta vào cái exercise 6 của bài số 6 nhé. Thì nó sẽ là dạng true form. The woman believes she has a cold. Đấy là true form. Bệnh nhân tin rằng là cô bị cảm. True form. The woman believes that she has the flu. And now the woman has trouble breathing. True form. True. Trouble breathing, khó thở. Number two, the woman's fever is severe.
cái sốt của bệnh nhân là rất nặng ạ. Chua phô. Okay. Chúng ta sang cái phần là nghe điện tử của chúng ta. Exercises 6 and 7, page 21. What's the trouble today? Well, doc, I don't feel well at all. Feel well. Well. I'm sure I have the flu. I'm sorry to hear that. Have you been coughing? Number two, Have you been? A little, mostly wheezing. It's hard to breathe. Hard to breathe. You notice that your nose is running? Em xin phép cô ạ. Em thưa cô ạ. Bạn Hà Anh Tuấn, Hà Tuấn Anh cắt mic hộ ạ. Ồn quá, mình không nghe thấy gì ạ. Hà Tuấn Anh à? Xem. Thưa cô, bạn tắt rồi đấy cô ạ. Thôi được rồi ạ. Chúng ta nghe lại với nha. Bắt đầu từ đầu này. Exercises 6 and 7, page 21. What's the trouble today? Well, doctor, I don't feel well at all. Number one sẽ là gì? Feel well. I'm sure I have the flu. I'm sorry to hear that. Have you been coughing? Number two. Have you been coughing? Have you been? A little, but mostly I'm wheezing. It's hard to breathe. Number three. Hard to breathe. And have you noticed that your nose is runny? Oh, yeah. Yes. I've been blowing my nose constantly. Number four. Blowing my nose. Okay. Do you have pain throughout your body? I do have muscle aches. Muscle aches. And I'm so tired that I can hardly do anything. Do you think it's the flu, doctor? Well, you have a pretty high fever. High fever. Yeah. Bây giờ chúng ta nghe thử đoạn cuối xem có nghe được không này. It looks like you're right about the flu. It looks like you're right about the flu. Nó trông có vẻ như chính xác là đúng đấy. You'll need plenty of rest. You'll need plenty of rest. Bạn cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. I'll prescribe something to ease the symptoms. I prescribe something to ease the symptoms. Tôi sẽ kê một cái gì đó để cho bạn bạn giảm nhẹ đi cái triệu chứng. Rồi để cô sẽ trình chiếu lên nha. Phần này không có trong sách giáo khoa, không có trong sách giáo khoa để chúng ta trả lời cho cô này. What are the woman symptoms? Người phụ nữ này có những triệu chứng gì nào? Feel well. Fever. Thở khò khè này, has a runny nose, sổ mũi này, has a muscle ache này, đau cơ này, and is tired, và mệt. Đấy là triệu chứng của người phụ nữ. What does the doctor recommend the patient to do? Vậy thì bác sĩ đề xuất bệnh nhân làm gì? He recommend her to get plenty of rest. Why when the doctor prescribe the patient something? Tại sao bác sĩ lại sẽ phải kê cho bệnh nhân cái gì đó? To ease the symptom. Để làm giảm triệu chứng. Cái này chính là câu cuối cùng ở trong bài. Nhưng nó không có trong sách giáo khoa. Vừa nãy cô đã nhắc cho lớp mình cái câu cuối cùng của bác sĩ nói là để I'll prescribe something to ease the symptom. Tôi sẽ kê một cái gì đó để làm giảm triệu chứng cho bạn. Bây giờ thì chúng ta vào bài nghe. Number one, the woman believes she has a cold. Thì vừa nãy chúng ta đã trả lời là false, đúng không?
Bởi vì là sao? The woman believes that she has flu. Vì người phụ nữ tin rằng là cô ta bị cúm. Cô ta còn nói là gì? I'm sure I have the flu. Trong sách giáo khoa có rồi, đúng không? The woman had trouble breathing là true. Vâng. Ở đây là wheezing, thở khó khè. Rồi lại hard to breathe. Cái bài mà em điền ở số 3 ấy. Số 3 là hard to breathe, là khó thở đấy, thì nó chính là true. The woman của phụ nữ rất là nặng thế. Vâng. Bởi vì đây là bị high fever, high fever sốt cao. Bây giờ chúng ta vào cái bài điền từ thì vừa nãy là chúng ta đã điền rồi đúng không? Number 1 là feel well này. Number 2 là have you been này. Number 3 là hard to breathe này. Number 4 là blowing my nose và number 5 là machinate, number 6 là high fever. Và bạn là Linh Trương. Nguyễn Thị Nhung và Linh Trương đọc đoạn hội thoại cho cô. Bạn nào đọc? Well, doctor, I don't feel well at all. I'm sure I have the flu. I'm sorry to hear that. Have you been coughing? A little, but mostly I'm wheezing. It's hard to breathe. And have you noticed that your nose is runny? Oh, yes. I've been blowing my nose constantly. Okay. Do you have pain throughout your body? I do have muscle ache. I'm so tired that I can hardly do anything. Do you think it's the flu, doctor? Well, you have a pretty high fever. Đinh Hà và bạn Ngô Minh Hải dịch cái đoạn hội thoại này. Vấn đề của bạn hôm nay là gì? Tôi không cảm thấy khỏe. Tôi chắc chắn rằng tôi đã bị cảm cúm. Tôi rất tiếc khi nghe thấy điều đó. Bạn có bị ho không? Một chút thôi. Nhưng mà hầu như tôi khò khè. Tôi cảm thấy khó thở. Bạn có có thấy dấu hiệu gì về chảy nước mũi không? Ồ vâng. Tôi luôn luôn có những cái bong bóng phập phù ở mũi. Liên tục. Được rồi. Thế bạn có bị đau ở cơ thể không? Đau người không? Tôi có đau cơ. Và tôi rất là mệt. Tôi so tired. Tôi mệt. Tôi mệt đến nỗi mà tôi rất khó để làm bất cứ việc gì. Tôi không thể làm được cái gì nữa. Bạn có nghĩ bác sĩ có nghĩ rằng đó là cảm cúm không? Nhiệt độ của bạn có vẻ như bị sốt cao. Chẳng có rau gì. Tao bắt đầu ăn nó kiểu. Mua rau để ba mua dưa về nấu cá. Như vậy là hôm nay chúng ta đã học xong bài số 9 các triệu chứng và cách phòng ngừa là quá đau đầu. Về nhà thì các bạn liệt kê cho em phải thích. Đây là một thang tập ăn uống. Ừ, bởi vì đi làm mệt đói, đâu uống được. Mình cứ đi một thang cơm. Lúc về nhà em về thì xong về lúc 5 giờ xong bảo từ tối qua cơ. Nhà em về 5 giờ em tắm rửa cho bọn này xong rồi là 5 rưỡi rồi. Nguyễn Thị Thu Hà tắt mic ạ. That's all for today. Thank you for your attention. Bye bye. Bye. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Bye. Chào cô ạ. Còn học hết tuần này sau đó thì sẽ nghỉ Tết nha. Happy New Year. Hẹn gặp lại các bạn sang năm mới nha.
Vâng ạ. Chào các bạn.